Thỉnh đại đức bắt đầu hướng dẫn phần Pali cho lớp chúng con. Đu Mấy người học ham tốn. Dạ, con thấy ở trong Zoom tối nay là 20, 24 vậy ạ. Ừ. Bật lại bản danh danh nhóm danh từ sư ôn lại dài một chút nữa là mình qua học câu. Nay bố đi so mọi người học hết ha, thuộc hết mà. Bố đi so chiếc tăng, bố đi so cũng gặp cũng lâu rồi. Dẫn hôm xưa cái bài bố đi so cái mình qua mình học câu. Giờ mọi người nhớ hôm xưa hôm mình sẽ học trước cái số 1 và cái số 2, có nghĩa là mình sẽ học chủ cách và mình sẽ học đối cách trước, còn sử dụng cách chỉ định cách là những cái đó từ từ mình sẽ học. Bây giờ mình sẽ học chủ cách và đối cách trước. Giống như mọi người nhớ dùm sư bú rí so, bú rí xà, bú rí sàng, bú rí xề. Nếu mà ghép bút thô là bút thô, bút thà, bút thằng, bút thề. Nếu mà ghép thâm mô thì thâm mô, thâm mà, thâm ăn, thâm mề. Thì trước mắt là bây giờ mình sẽ học. Thì trước khi mà học á, mình ôn lại bố đi so một chút nữa đi để cho nó lành rồi. Ai xung phong đọc mình sư bố đi so. Không ai đọc thì mình giờ mọi người nhớ mình sẽ chủ cách với đối cách trước nha. Mình hôm nay mình sẽ học câu về chủ cách với đối cách trước. Bây giờ để sư chia sẻ bảng trắng này, sư nhớ mình sư chủ cách với đối cách trước. Giờ chủ cách đó là mình nhớ nó là số 1, đối cách đó là số 2 và động từ là số 3 ha. Chủ cách giờ sư cho mình ôm lại thôi. Bữa cái chữ bố đi so là đàn ông ha. Thôi cho chữ cho trước chữ này đi. Này mọi người ghi vô tập. Trước khi học này ôm lại tí. Anh tí xí thá mí má xí thá là dùng cho bạn và các bạn. Mí má là dùng cho tôi và chúng tôi.
tôi thì dùng mí. Còn tí hành tí là dùng cho tất cả các danh từ. Giờ sẽ cho một câu trước ha. Giờ bú rí xo là mình học rồi nè. Bú rí xo, số ít là bú rí xo là người đàn ông. Số nhiều của bú rí xo là gì? Bú rí xa. Rồi này là chủ cắt. Nó là số 1 á, chủ cắt. Thì khi mà cái động từ á, cái động từ á bú rí xo là nó, giờ sẽ nói đi đi. Đi hôm bữa sẽ cho cái nghĩa là gắt chá tí rồi nha. Mọi người phải học từ vựng rồi mọi người mới hiểu. Gắt chá tí thì bú rí xà nó sẽ là cái gì? Gắt chanh tí. Đôi khi á mình hiểu á, cái chữ động từ á, khi mà mình nhìn cái chữ tí nè và nhìn cái chữ anh tí nè là mình hiểu á, cái chủ cách của nó sẽ là thằng nào, chủ cách của nó là tất cả các danh từ. Giống như là sư nói ví dụ đi, A Hằng, Mai Dần, Mai Dần cách chà má. Thì khi mà mình dùng nhìn thấy cái chữ mí nè thì là mình biết là tôi đi, tôi này là tôi nè, này là đi nè. Còn khi mà mình thấy cái chữ má nè là mình biết là chúng tôi đi. Khi mà mình thấy cái chữ mí á là mình đoán được á, nó sẽ là hàng này, chủ cách của nó, chủ cách sẽ là tôi. Mà khi mà mình thấy được cái chữ má đó, chủ cách của nó sẽ là chúng tôi. Giờ sẽ lấy ví dụ nè, mọi người hay vút đăng tá ra năng gít xa mí đúng không, gách cha mí vút đăng xa ra năng vút thăng xa ra năng gách cha mí. Thì mình thấy chữ mí này là cái gì? Là ở đằng tay là mình thấy chữ á hằng nè. Mọi người hiểu ha? Còn ví dụ mà giống như nãy sư nói ví dụ bật giùm sư cái bảng mà nãy sinh giới đi. Bật giùm sư cái bảng sinh giới hồi nãy. Bật tạm giùm sư cái bảng sinh giới đi. Cái bảng mà sinh giới mà da chăm má đó. Giờ sẽ nói ví dụ An vành tê tí tê ra nê ná xá há banh chá si lăng thăm măng gia cha mí banh chá si lăng. Hồi nãy mình xin giới đó, hồi nãy mình xin giới là gì? Banh chá, được rồi, banh chá si lăng thăm măng gia cha má, da cha mí, da cha má nè. Thì mà nãy mình thấy chữ má này á thì mình biết á, banh chá si lăng là năm giới nè, banh chá si lăng là năm giới, thâm măng là pháp nè, pháp năm giới đó, ngũ giới đó.
da cha má là sinh nè. Thì mình khi mà mình thấy chữ má này á, là mình biết là đây là gì, là má văn. Vậy vì cái câu kia là má văn phàn tê đó, đâu lật qua bên kia cho sư coi đi, cái bản mà sinh giới á. Bật giùm sư, bật giùm sư cái bản sinh giới đó. Giờ mọi người nguyên một cái bản dài này, khi mà mình thấy Bali á, sư chỉ cho mọi người cách coi nè. Khi mà thấy Bali mấy văn phần tê sanh ráo của ta đúng khách đồ một chánh thành giả tí sanh ra mình là nằm nhà cha má, nguyên cái câu này đó. Mọi người nhìn giùm sư, thằng nào là chủ cách, thằng nào là đối cách và thằng nào là động từ. Mọi người nhìn giùm sư cái đó thôi, là khi đó là một cái câu Bali mọi người sẽ không có hoảng sợ nữa. Còn nếu mà khi mà vô gì mà thấy mà sân sân đấu tá đúc khách đô vô chá ná thầy giá gì mà nguyên một đống rồi tí xá lên ná xá há rồi banh chá xiên đăng rồi thăm măng cho cha má, đúng không? Giờ mọi người nhìn giùm sư, chủ cách là thằng nào? Chủ cách là thằng má văn. Đối cách là thằng nào? Xin giờ mình nhìn chủ cách là thằng má văn, rồi mình nhìn thằng động từ là gì? Gia cha má có nghĩa là gì? Xin. Mà xin ở đây là xin cái gì? Sinh năm giới là banh chá si lăng thăm măng, thì hàng này là đối cách. Mọi người hiểu ha? Còn những cái hàng kia là những cái phụ trợ cho một cái câu thôi. Khi một câu Bali dài, nhiều khi đọc chú giải đó, dài thật là dài. Một câu nhiều khi nó tới 3 dòng, 4 dòng. Mọi người nhớ giùm sư là coi giùm sư thằng nào chủ cách, thằng nào đối cách và thằng nào là động từ. Khi mà mình coi được cái thằng nào mà chủ cách là thằng máy văn nè, mà mình muốn coi cái thằng chủ cách là như thế nào, mình coi động từ trước. Nếu mà hàng động từ đó là má đó, thì chủ cách thì sẽ là má văn. Và đối cách là xin cái gì? Động từ mình phải biết nghĩa nha. Gia cha má là xin. Mà xin cái gì? Xin năm giới. Thì đối cách là năm giới. Còn những cái giống như sang xa ráo quốc tá đúc khách đô mô chánh áp thà giá là giống như là có nguyện vọng để giải thoát sanh tử luân hồi đó, rồi xin năm giới. Nó là vậy thôi. Thì khi mà vô một câu đó, mọi người nhớ mình sẽ dùng chủ cách. Còn giờ sẽ nói ví dụ đi. Thăm ăn gia cha mí, trong trường hợp này á, banh chá si lăng, à nói là chậm hả, banh nãy giờ sư nói mọi người hiểu không ta? Hiểu bấm số 1 đi, hiểu bấm số 1 sư cái. Rồi vậy sư giảng chậm lại một tí ha. Rồi nói chung là cũng hiểu rồi ha. Hiểu sơ sơ, hiểu, hơi hiểu. Giờ quay lại để tắt cái này đi. Sư quay lại một cái cho mọi người ghi lại một cái nè. Thấy cái bài này tại bữa là học rồi. Tại mọi người nhiều người chưa có học á, nên mọi người không có hiểu á. Chứ cái bài này bữa giờ là học rồi. Cái này là câu thường chú nè, bắt buộc phải thuộc nè. Giống như tí anh tí à, tí anh tí tham y má trên TTWME, họ mấy cái đó bắt buộc phải học. Ta tí thành tí ta tí ta tháp tâm y tầm má trên ta trên thành tê ta tê ta quê thành tầm mê, mấy cái đó phải học. Thì gồm mà tái thác yên màu tê quan âm mê, mấy cái đó phải học. Nói chung những cái động từ mà cái chữ cuối của nó mà là ta mình phải thuộc hết, thì cái này là chỉ là một trong những cái thôi. Bởi vậy mấy cái này bắt buộc phải học. Hoặc là chú ăn chú ý thái thí má tàn tàn tu chú quê ô mà tê đó, mấy cái đó bắt buộc phải thuộc. Thì cái này tí anh tí xí thám ý má là mọi người phải thuộc, không thuộc là không được. Giống như câu thường chú rồi đó, xí thám ý má. Xí nè bạn, há các bạn, mí là tôi. Giờ sư giảng rõ lại cho mọi người luôn nè. Nè chúng tôi, tính ra học sinh viết vậy nó cũng ổn nè. Ngôn tha hồ mà dễ giảng. Giờ mọi người nhớ âm sư, xí là bạn. Giống như giờ sư nói ví dụ đi, gắt chá. Hôm bữa sư có cho động từ là gắt chá là đi rồi đúng không?
Nếu mà ghép á, gách chá xí á, là bạn đi. Nếu mà gách chá thá đó, là các bạn. Nếu mà gách cha mí đó, là tôi. Còn gách cha má đó, là chúng tôi. Mấy này bắt buộc phải thuộc lòng tí, anh tí xí tha. Còn những cái này nè là dành cho tất cả các danh từ. Rồi, ghi này nhớ em sừng cái đi. Tí anh tí xí thám ý má, tí anh tí xí thám ý má. Giờ sư lấy những cái ví dụ mà mọi người thường đọc cho nó dễ trước. Nhớ em sư, xí thá là đi chung với bạn và các bạn, mí má là đi với tôi với chúng tôi, còn tất cả danh từ khác là. Giờ sư sẽ cho cái ví dụ nè. Thôi nãy mình học cái đâm năng gia cha mí rồi phải không? Banh chá xi lăng đi xin năm giới nè. Giờ nói bú rí so. Hồi nãy chủ cách nữa, giờ mình học bú rí so, bú rí sa. Thì bú rí so chủ cách của nó là số ít. Ghi này nữa đi. Giờ sư ghi cái nhóm danh từ nè, cho mọi người hình dung nè. Ghi hai cái thôi nha. Bú rí so, bú rí sa. Không, cái đó khoan ghi đâu. Chủ cách, chủ cách. Đối cách. Bú lý xăng. Này là mọi người, bữa giờ mọi người thuộc lòng rồi nha. Bú lý so, bú lý xa, phô, bú lý xa, bú lý xa, bú lý xa, bú lý xa, bú lý xăng, bú lý xê. Bú lý xê. Nhớ làm sư, chủ cách với đối cách là này. Chủ cách số ít là bú lý so, mà chủ cách số nhiều là bú lý sa, mà đối cách số ít là bú lý xăng, đối cách số nhiều là bú lý xê. Rồi giờ mình mới bắt đầu, giờ học trước chủ cách thôi nè, chứ khoan học đối cách luôn nè. Giờ sư sẽ học trước chủ cách nè. Giờ học trước chủ cách. Giờ học cái chữ gia cha mí đi. Gia chá tí. Giờ học là bú rí xô. Giờ ghi em sư đi. Gia gì? Có ai xung phong không? Thôi sư ghi gia chá tí. Còn bú rí xà thì là cái gì? Gia chan tí. Thì nãy sư có nói rồi, cái này là tất cả danh từ, tí anh tí sẽ là tất cả danh từ. Thì bú rí so là người đàn ông. Thì khi mà người đàn ông sinh á, người đàn ông sinh, sinh, này là chủ cách nè. Chủ cách, chủ cách sư ghi là CC nha. Còn này là động từ nè, là gia cha tí nè. Bú rí xà là số nhiều thì nó sẽ đi với gia chanh tí nè. Tí nè, này là số ít nè, này là số nhiều nè. Còn bây giờ sư nói bạn đi. Bạn, bạn sinh. Tờ quan, tờ quan bữa học rồi nha, mấy cái này học rồi. Thì sẽ là gia gì? Gia cha xí. Còn tâm hê
Tôm hơi là số nhiều á, là này là bạn nè. Này là các bạn nè. Sẽ là gì? Gia trái gì? Gia trái thái. Còn tôi nè. Tôi là á hăng nè. Gia á hăng là tôi nè. Tôi thì sẽ đi chung với gì? Gia cha gì? Gia cha mí. Còn chúng tôi là má văn nè. Chúng tôi nè. Đi chung với gì? Gia cha má. Đó, mọi người có thể thuộc lòng đó. Gia cha tí, gia chành tí, gia cha xí, gia cha thái, gia cha mí, gia cha má. Thì trước mắt là bú rí so, gia cha tí thì cái này là chủ cách nè. Bú rí so là chủ cách, bú rí xà là chủ cách, tờ quăng là chủ cách, tờ quăng là bạn á. Tâm hê, tâm hê là các bạn là chủ cách nè. Á hăng là tôi là chủ cách nè. Mái văn là chúng tôi là chủ cách nè. Thì khi mà sinh á, nó sẽ tương ứng cái chữ tí này nè. Nó sẽ đi chung với bú rí so là số ít nè. Nè, số ít nè, mọi người thấy chữ tí không? Tí là đi chung số ít nè. Còn cái gia chan tí nè, là an tí nè. Này, thực chất cái động từ của nó là gia chá. Khi mà mình ghép á, tí á, là nó sẽ đi chung với số ít. Mà khi mà mình ghép với cha chan tí á, là nó sẽ đi chung số nhiều. Đó. Còn khi mà bạn á, là nó sẽ đi chung với gia cha xí. Gia cha xí. Còn tâm hơi á, nó sẽ đi chung với gia cha thá. Còn á hăng á, là nó sẽ đi chung với gia cha mí. Và má văn nó sẽ đi chung với gia cha má. Ở cái đó là cái bảng mà mình sẽ học. Thì bây giờ đó, quay lại cái giới hồi nãy giùm sư đi. Quay lại cái giới hồi nãy. Mình nhớ giùm sư chữ gia chá là sinh nha. Nhớ giùm sư cái chữ gia chá là sinh. Giờ nguyên một cái câu sinh giới là kính bạch. Giờ đọc rõ nghĩa chứ đi. Kính bạch chư đệ đức tăng, chúng con có nguyện vọng giải thoát khổ tử sanh luân hồi. Cái này bỏ đi đừng có nha. Chúng con xin thọ phép quy tam bảo và ngũ giới nè. Ở trong đây á, mình thấy khi mà mình đọc á, mình đọc tiếng Việt á, là mình thấy thằng nào là chủ cách. Chúng con là chủ cách đúng không? Động từ là thằng nào? Là thằng xin nè. Xin cái gì? Xin cái gì? Xin ngũ giới. Xin ngũ giới quy tam bảo và cái này khoan đâu. Giờ mình cứ xin ngũ giới đi. Thì có nghĩa là chủ cách là chúng con. Động từ là xin. Và đối cách sẽ là ngũ giới. Rồi giờ qua Bali. Nguyên cái đám này á, mấy văn phàn tê san sa rá quách tá đúc thê đồ mô chá nát thà giá tí sa đề nê ná sa hả bành chá si lăng thăm măng gia cha má. Nguyên cái đám này á, mình chỉ cần nhìn thằng sư dùm sư là chủ cách là nào. Thằng chủ cách là thằng má văn. Xin. Khi mà mình đã dùng, giờ sẽ nói dụ đi, khi mà mình nhìn cái chủ từ á, là mình đoán được hàng động từ đúng không? Và ngược lại, khi mà mình dùng, mình nhìn động từ, mình sẽ đoán lại được chủ từ nó là gì. Giờ sẽ nói ví dụ, má văn là chúng tôi, mình biết nghĩa là chúng tôi. Thì khi mà mình nhìn đọc, nhìn chủ cách của nó đó, là mình sẽ đoán là mình sẽ nhẩm lại. Mình nhẩm lại bài học câu thần chú đi. Tí anh tí xí thám hí má. Tí anh tí xí thám hí má. Tí anh tí là dành cho những tất cả danh từ. Xí thá dành cho bạn và các bạn. Mí má, à có chữ má. Chữ má là dành cho chúng tôi. Đó là mình thấy cái chữ gia cha má rồi đúng không? Rồi đánh dấu ông sư cái chữ gia cha má. Đó là gì? Chúng tôi xin. Má văn là chúng tôi. Gia cha má là xin. Thì bây giờ á, nguyên một cái đoạn Bali này á, trước mắt là nhìn giùm sư cái chủ cách và cái động từ trước giùm sư đi. Khi mà mình nhìn chủ cách á, mình sẽ đoán được động từ là gia cha má, là chữ má. Ngược lại, khi mà mình nhìn cái chữ động từ mà gia cha má có chữ má đó, là mình sẽ đoán lại là chủ từ, chủ cách nó là gì? Má văn. Ngược lại, giờ sư nói ví dụ đi. Giờ trong trường hợp này, các bạn gia cha thá. Gia cha thá thì cái chủ cách của mình sẽ đổi là cái gì? Ghi giùm sư đi, cái chủ cách đổi là cái gì? Mọi người ghi giùm sư đi. Chủ cách đổi là gì? Nếu mà trường hợp gia cha má là gia cha thá đó, thì mình sẽ đổi chủ cách nó là cái gì? Mọi người ghi giùm sư.
Thì cái chữ thá là mình sẽ đổi thành tâm hơi. Rồi giờ sẽ nói ví dụ đi. Và chá xí. Và chá xí thì sẽ đổi cái chủ cách nó là gì? Tờ quan. Tờ quan. Còn giờ thường á, là mọi người thấy là đọc là gia cha mí đúng không? Nếu mà chữ mí á, chữ mí thì mình sẽ đổi cái chữ chủ cách nó là gì? Nếu mà gia cha mí á, à Hằng. Đó, nó vậy thôi à. Thì là thì nguyên câu dài thòng lòn vậy sư chỉ mọi người coi cái chủ cách với đối cách. Thì khi mà sinh á, giờ bắt đầu là chủ cách với động từ xong rồi nha. Rồi bây giờ tới đối cách. Sinh. Sinh cái gì? Mình nhìn cái câu bên tiếng Việt đó, mình nhìn xin cái gì? Xin thọ phép quy y tam bảo và ngũ giới, thì tóm lại là xin ngũ giới trước đi. Có nghĩa là banh chá si lăng thâm măng đó, nó sẽ là hàng đối cách. Và mình để ý á, cái chữ mà trước với chữ sau nó cùng cái vần ăn thôi, cái đó để sau đi. Thì cái đối cách của trong trường hợp này là banh chá si lăng thâm măng. Còn giờ sư nói ví dụ nếu mà số nhiều á thì mình sẽ đổi thành thâm gì? Nếu mà số nhiều mình sẽ đổi thành thâm gì mọi người? Số ít là thâm măng, số nhiều là thâm. Có phải thâm má không sư? Thâm má. Thâm mê, thâm mê. Giờ giờ giảm lại đi. Bú lý so, bú lý xa, phò bú lý xá, bú lý xa, phòn trò bú lý xa, bú lý xăng là số ít, bú lý xê là số nhiều. Ghép thâm mô vô. Thâm mô, thâm ma, bò thâm má, thâm ma, phòn trò thâm ma, thâm măng là số ít, thâm mê là số nhiều, thì mình sẽ đổi thành gì? Thâm mê. Đúng không? Đây giờ rồi qua trang dùm sư, cái này là hiểu rồi, cái này là hiểu chưa? Hiểu bấm số 1 dùm sư đi. Mọi người chịu khó tương tác số 1 dùm sư nha, để sư biết sư đi tiếp. Rồi đó, nhắc lại nếu mà á hăng thường á, mọi người nghe là á hăng phàn tê gì, mọi người thường đọc cái gì đó, quý sung á, rắc khanh ách tha giá đó, tí sa đề nê ná sa há banh chá si lăng tham măng gia cha mí, thì cái chữ mí đó đó, khi mà mình đọc gia cha mí là mình biết chủ cách của nó sẽ là á hăng, khi mà đọc gia cha má thì chủ cách nó sẽ là má văn. Rồi vậy là xong rồi ha. Rồi qua qua mình qua dùm sư cái tam quy. Học trên cái này luôn nên mọi người dễ hơn nè. Qua dùm sư cái tư quy. Rồi mọi người thấy dùm sư cái chữ không? Qua lại. Rồi. Thấy dùm sư cái chữ bút đang sẽ năng gách cha gì? Gách cha mí nha. Nếu mà gách cha má, gách cha mí thì trong trường hợp này á, ở đằng trước của nó là sẽ là chữ gì mọi người ghi dùm sư đi. Á hàng. Rồi nếu mà trường hợp gách cha má thì ở đằng trước cái chủ cách, cái này là chưa có chủ cách nha mọi người. Nếu mà dịch ra cái chữ, mình dịch qua bên đây á, là coi tiếng Việt dùm sư đi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Nhưng mà cái chữ con á, ở đây là chưa có, ở đây chữ con chưa có. Cái bút thăng là Phật nè, xá năng là quy y nè, gách cha mí là đi đến nương nhờ nè. Đi đến cũng được, đi đến luôn nhờ à, xin đi đến quy y đến Đức Phật. Thì cái chữ con nó chưa có. Hiện giờ nếu mà gách cha mí, mình thấy đằng trước của nó là mình nên để cái chữ gì? Á hăng. Còn nếu mà gách cha má thì mọi người để giùm sư chữ gì?
Rồi, vậy cái đó là xong phần tam quy luôn rồi đó. Rồi, lực quan sư kia xin giới. Rồi, dòng sư ba na tí ba ta quay đó, mani xích kha ba đăng sa ma đi gia mí. Sa ma đi gia mí. Sa ma đi gia mí, mình thấy chữ mí không? Đó thì đằng trước của nó là chữ gì? À ha. Còn nếu mà sa ma đi gia má thì đằng trước của nó là chữ gì? Má già. Đó. Rồi giờ Adina Dana Quê Ramani Sikha Bá Đăng Sama Đí Gia Mí. Nếu mà chữ Mí đằng đó thì đằng trước của chữ Adina Dana mình sẽ ghép chữ gì vô? Á à, hàng. Đúng không? Còn nếu mà Sama Đí Gia Má là mình sẽ ghép chữ gì vô? Má Giang. Ừ. Đó. Thì ngữ pháp là mình nắm như vậy đó, thì quan trọng dịch câu này nọ mình nắm thêm cái từ vựng nữa là ngon. Thì giống như nãy giờ sư nói đó, nguyên một cái câu dài thòng lòn đó, mình nhớ mình sư nắm đầu mình sư cái hàng chủ cách, hàng đối cách và hàng động từ, rồi những cái hàng kia là những cái hàng phụ để nó dịch theo cho câu thôi đó. Thì khi mà mình nắm như vậy đó là mình sẽ đỡ bị rối. Rồi giờ để sư chia sẻ lại bản trắng. Nãy giờ mọi người hiểu chưa? Hiểu chưa? Bấm hiểu, bấm sư số 1 đi. Hiểu, bấm sư số 1. Nãy ai chưa hiểu á, hiểu chưa? Rồi bấm sư nó đi coi, ai chưa hiểu thì bấm, ai hiểu rồi bấm số 1 sư đi. Rồi nha, rồi giờ sẽ bán trắng học tiếp. Giờ ghi học cái này lại nè. Bú rí xô. Gà măng là làng, nó là đối cách đó. Đối cách thì nãy sư nói là nãy là cái kia là sinh giới là sinh, còn bây giờ là người đàn ông đi đâu là, thì đối cách là gà măng là làng, đi đến làng. Giờ mọi người ghi giùm sư. Thôi giờ sư ghi luôn ha. Bú rí xa. Nếu mà người nhiều người đàn ông thì là sẽ là bú rí xa. Còn ga măng là mình vẫn giữ nguyên nha. Tại vì nó đối cách. Cái thằng gắt chết tí á, cái thằng này nè, với thằng này nó có sự liên hệ với nhau nè. Thằng này là đánh số 1 nè, này đánh số 3, này đánh số 2. Cái thằng số 1 nè là chủ cách nè, nó sẽ liên hệ với thằng động từ. Nếu nó là câu chủ động, câu chủ động thì đè chủ cách ra với lại động từ, còn cái chữ mà đối cách nè, đối cách giữ nguyên. Đối cách giữ nguyên sư. Tại vì người đàn ông nè đi nè, nhiều người đàn ông nè
sẽ đi nè, là gách chanh tí. Còn nếu mà bạn đi nè, ta quan ga man gách trái gì mọi người? Nghiêm sư gách trái gì? Tâm hơi. Ừ, gách trái xí. Tâm hơi là các bạn nè. Gaman. Gách trái thá. Còn á hăng là tôi nè, giống như hồi nãy đó, á hăng là ma gaman. Gách cha mỹ. Còn má văn ga măng gách cha má đó, đó là đối cách đó. Nếu mà không có, giờ sẽ nói ví dụ đi, nếu mà không có hàng đối cách này thì mình chỉ nhìn chủ cách thôi. Bú đi sò gách cha tí, bú đi xà gách chan tí, toàn gách chá xí, tâm hề gách chá thá, á hằng gách chà mí, má văn gách chà má. Giờ thế lại nè, giờ bưới so toàn tâm hề đi rồi. Giờ nói ghép cái chữ hồi nãy là sinh năm giới đi đúng không? Nãy là sinh năm giới đi, giờ sinh năm giới nè. Banh chá si lăng thăm măng thì sư ghi tắc là hồi sinh pháp đi. Sinh pháp đi. Rồi giờ sinh pháp nói, giờ nói hôm bữa mình học cái gì? Mình có học cái chữ dewa đúng không? Mình, mọi người nhớ dewa là cái gì không? Dewa thăm măng đề qua trước đi. Đề qua sinh, nãy mình có học sinh. Đề qua là vị thiên thôi, đề qua là số ít. Còn đề qua số nhiều của đề qua là gì? Đề qua đúng không? Thì đề qua sinh, sinh là nãy mình có học rồi, là gia chá tí. Đề qua là gia gì? Gia chan tí đúng không? Đề qua là gia chanh tí, đề qua là gia chanh tí. Giờ sinh cái gì? Chư thiên sinh pháp thâm măng. Vẫn giữ nguyên nha, hằng này vẫn giữ nguyên đối cách là thâm măng thôi. Nó là đối cách mà. Đối cách thì nãy sư có ghi rồi, thâm măng là đối cách. Rồi giờ mình sửa lại mấy thằng này. Toàn bạn, bạn sinh pháp thì sẽ là cái gì? Thâm măng và giá xí, tâm hơi, thăm măng, da trái gì mọi người? Da trái thá, á hằng thăm măng, tôi xin pháp. Tính ra học trên bảng trắng cũng lợi. Gia gia mỹ thăm măng máy văn chúng tôi xin pháp. Gia cha gì? Gia cha má.
nè, tóm lại là tí nè, anh tí nè, xí nè, thá nè, mí má. Bởi vì câu thường chú là mình là gì? Tí, anh tí, xí, thá, mí má. Đó, thì cái đó rồi. Ghi xong chưa? Ghi xong rồi cho ví dụ thêm để mình học hôm nay chủ cách với đối cách cho nó xong. Có thể học thêm vài buổi nữa cũng được. Bút ho tham mô sang gô bò xò. Rồi giờ thế đi. Hôm bữa mình học cái chữ bô xô là gì ta? Mọi người nhớ bô xô là gì không? Ghi em sư cái bô xô là gì? Bút ho tham mô sang gô bô xô kê vô mà nút xô nà ro. Bô xô là gì? Bô xô là người đàn ông nha. Bô xô thăm măng, người đàn ông. Bô xô thăm măng gia chá tí. Còn dưới đây nếu mà số nhiều là gì? Bô xa. Bởi vậy mọi người phải thuộc lòng cái nhóm bản danh từ, nó là vậy. Khi mà mọi người không thuộc cái đó, mọi người vô đây mọi người không hiểu gì đâu. Phải thuộc lòng cái bản đó mới được. Bô xa thăm măng gia chanh tí, toàn thăm ăn da chá xí, tâm hê thăm ăn da chá thá. Rồi giờ ghép lại, ghép thêm nè. Giờ nói người, đứa bé, đà đá co đi. Đà đá co hôm bữa học chưa học. Giờ ghi thì thẳng học thêm từ dẫn luôn cũng được. Đà đá co thì số nhiều của nó là gì mọi người? Đà rắc cả. Đà rắc co là đứa bé đó. Đứa bé nam đó. Đứa bé được rồi. Thì đứa bé là đà rắc co thăm măng da chá tí. Đà rắc cà thăm măng da chanh tí. Toàn thăm măng da chá xí. Tâm hê thăm măng da chá thá. Á hăng thăm ăn da cha mí, và cuối cùng là má văn thăm ăn da cha má. Nó vậy thôi. Đà đó co là đứa bé, đà đó co thăm ăn da cha tí, đà đó co thăm ăn da cha tí, đứa bé sinh pháp. Đà đó cà thăm ăn da cha tí, đứa bé sinh pháp. Được chưa? Giờ sư voi sẽ lấy ví dụ khác nha. Giờ lấy ví dụ mà mọi người bữa cũng có học rồi. Giờ lấy lại ví dụ đó đi cho nó dễ hiểu. Giờ sư cho trước động từ đi nha. DC tí. DC tí là thuyết. DC tí. DC xí. DC thá. DC mí. DC má. Này cũng là tí nè. Ồ. Tí nè. Em tí nè. Xí nè. Thá nè. Mí má. Tí anh tí xí thá mí má. Tí anh tí xí thá mí má. Cái đó phải thuộc lòng. Thì giờ DC tí là thuyết nè. Giờ nói thêm cái chữ thuyết. Ai thuyết? Buddha. Buddha là Đức Phật. Thuyết cái gì? Thuyết pháp là thăm măng. Thăm măng là mình phải dò lại nha. Nó lúc nào cũng là đối cách. Đối cách là số 2. Ngữ, đối cách là ngữ cách số 2.
nó nằm ở vị trí số 2. Tham ăn bút thô tham ăn. Giờ nói chư Phật thuyết pháp đi. Là cái này là bút gì mọi người? Nghiêm sư chư Phật thuyết pháp thì bút gì? Dạ bút tha tham ăn. Bút tha tham ăn đê sê tí. Bút tha tham ăn đê sê tí. Giờ nói xí nè. Khi mà mình nhìn cái chữ xí là mình biết thằng này là toàn thôi. Khi mà mình nhìn thá là mình biết này tâm hơi thôi. Khi mà mình dồn mí là mình biết nẻ hăng. Khi mà mình nhìn má là mình biết má dằn. Giờ thăm ăn. Đi vô thăm ăn. Thăm ăn. Đó. Bút thô thăm ăn đê xê tí. Bút thà thăm ăn đê xê tí. Toàn thăm ăn đê xê xí. Tâm hê thăm ăn đê xê thá. Á hàng tham ăn đê xê mí và cuối cùng là mái văn tham ăn đê xa mát. Đức Phật thuyết pháp. Giờ nói ví dụ đi. Giờ bỏ cái chữ bút thô đi. Bút thô là Đức Phật. Giờ sẽ nói ví dụ đi. Pháp danh của sư là Tham Mô. Pháp dài lấy pháp danh sư thế vô sư nha. Tham Mô. Tham Mô Pha Xá. Rồi giờ thế sư cái chữ này. Sư Pháp Quang thuyết pháp. Thì cái này cho cái thằng này là sẽ để là cái gì? Tham mô gì? Nghiêm sư tham mô gì? Không, sư hỏi danh, sư hỏi chủ cách đó. Chủ cách đó. Chủ cách của sư sẽ là cái gì? Đúng rồi đó, tham mô pha so. Mọi người nhớ dùm sư nha, cái pháp danh hay là cái gì á, khi mà nó đứng ngoài là nó dùng là âm phần á, tham mô pha xá á. Còn khi mà nó vô câu Bali á thì nó sẽ biến thành theo cái chủ cách của nó là tham mô pha xa, tham mô pha so. Còn nếu mà số nhiều á, nhiều sư pháp quan thì cái này là tham mô pha gì, pha xa. Nhiều sư pháp quan thì tham mô, nhiều sư pháp quan thuyết pháp là tham mô pha xa. Tham ăn đề sen tí, nó sẽ đi chung với đề sen tí. Rồi mọi người hiểu rồi chưa? Mọi người hiểu rồi bấm số 1 dùm sư đi. Hôm bữa mình học là canh nha đúng không? Giờ sư bú lý so là xong rồi đó. Giờ mình bắt đầu qua cái vần canh nha đi. Canh nha là hôm bữa nghĩa là gì mọi người nhắc sư đi. Kim nhà canh nha. À, bé nữ. Giờ sư nói là canh nha. À, còn cái chữ nấu là gì? Nấu là gì? Nấu là gì? Bá chá. Đi. Rồi, giờ canh nha, sư ghi ở đây canh nha. Nấu, canh nha là chủ cách nè, nấu là động từ nè, nấu cái gì? Nấu cơm. Sư nói ví dụ ô đá năng canh nha nấu cơm. Rồi giờ sẽ nói là nhiều đứa bé nữ nấu cơm, thì trong trường hợp này mọi người ghi sư đi. Nhiều đứa bé nữ nấu cơm, rồi ghi sư cái chữ nó là gì. Mình sẽ nhẩm lại nha. Canh nha vô bỏ tí canh nha đó. Canh nha vô bỏ tí canh nha vô canh nha vô đó.
Dạ con cho coi nếu mà nhiều người nữ nấu cơm sẽ gì? Ừ, biết hàng cũng là cơm. Ô đánh non cũng là cơm. Rồi làm hết đi để sư coi kết quả. Đúng rồi, mọi người muốn ghi bếch hàng cũng được, mà mọi người muốn ghi ô đánh nàng cũng được. Mà cái chữ ô đánh no này á, mọi người nhớ em sư nha, ô đánh no, cái gốc của chữ nó là ô đá no đó. Thì cái này nó sẽ trùng nhóm với bú đi xô, nó là nam tính. Còn cái chữ phít hàng mà mọi người nãy giờ mọi người ghi á, nó sẽ cùng nhóm chít tăng. Mình nhớ ghi chú giùm sư Phít Khăn ô đá no. Bởi vậy khi mà Phít Khăn á, giờ mình nói hằng ô đá no, giờ cái hằng này là đối chấp đi. Nếu mà mọi người muốn muốn cho rõ đó, mọi người ghi là canh nha do nha, canh nha do ô đá năng bát chanh tí, canh nha do. Rồi mọi người coi kết quả đúng không? Rồi bây giờ coi rồi kết quả canh nha do, canh nhà vô ô đá năng phá chàn tí. Ừ, canh nhà vô, canh nhà vô, canh nhà vô, canh nhà vô ô đá năng bách chàn tí. Mọi người nhẩm lại nha, canh nha, canh nha, canh nha vô. Thì cái canh nha, canh nha, canh nha vô, nếu mà muốn phân tách, muốn cho đỏ thì mình dùng canh nha vô nó sẽ dễ hơn. Mình dùng canh nha cũng được nữa. Khi mà mình dùng canh nha mà người ta thấy cái động từ của mình là bá chanh tí này nè, thì người ta sẽ mặc định, người ta biết cái canh nha này là số nhiều. Còn nếu mà cái chá tí mình ta sẽ biết là canh nha này số ít. Đó, cái đó mình cách nhìn trâu quá. Còn nếu mà dùng canh nha vô là người ta sẽ biết ngay nó là số nhiều. Đó, canh nha, canh nha, canh nha vô á. Còn cái chữ ô đá nô này, ô đá nô này nó là, giờ sư nói dụ đi, búi xô, búi xa. Thằng này là chủ cách nè, đối cách là này nè, búi xăng, búi xê. Búi xê. Thì cái thằng ô đá nô này nó sẽ ghép vô thằng búi xăng là ô đá năng. Còn cái thằng mà pít khăn nó sẽ cùng với thằng chít tăng. Chí tăng, chí ta, chí ta ní, đúng không mọi người? Chí tăng, chí ta, chí ta ní. Chí tăng, chí ta, chí ta ní. Không có chỗ ghi để xương chút. Ghi một sư ô đá no là nó cùng với lại em bú đi xô nha. Còn chí tăng, bác khăn là nó sẽ cùng với hàng nào? Chí tăng. Ô bách tràng mà ta. Biết bách tràng. Bách tràng. Còn ô đá no sẽ dùng với bằng cái búi xô. Thì khi mà bắt phát tàn á, nó sẽ là chít tàng chít tà chít tà ní bo chít tà chít tà hoàn tà ní chít tà chít tà ní chít tàng chít tà chít tà ní. Cái hàng đối cách á, số ít của nó hàng cơm á, nó cũng là chít tàng, thì hàng này là phát tàng. Mặc dù á, nó cùng nhóm với chít tàng nha,
Nhưng mà mình phải hiểu là cái này nó là trong trường hợp đối cách đó, nó đã đổi rồi. Đó, thì giờ mọi người hiểu rồi ha. Còn giờ nếu mà nói á hăng đi, á hăng ô tôi nấu cơm, thì mọi người ghi sư cái câu tôi nấu cơm và chúng tôi nấu cơm đi. Tôi nấu cơm và chúng tôi nấu cơm. Á hăng ô đá nàng. Game chư tôi nấu cơm. Á hăng ô đá nàng bát cha mí, đúng rồi. Á hăng ô đá nàng bát cha mí, đúng rồi. Còn chúng tôi nấu cơm. Rồi. Giờ học tiếp đi. Giờ mình học tiếp đối cách. Giờ nói mọi người thích cúng dường y mà đúng không? Giờ sẽ cho từ mới luôn. Chi quá răng là y. Nó bằng với chiếc tăng. Nó là trung tính á, nó là trung tính bằng với chiếc tăng á. Mọi người khi mà cho từ sư cho từ dẫn á, cái nào á, mọi người phân ra nam tính, trung tính với nữ tính nha. Đó, chi quá răng. Giờ nói là tôi. Còn còn bữa sư có cho chữ đê tí cho ta. Giờ nói ví dụ người đứa bé nữ cúng dường y. Đứa bé nữ cúng dường y hoặc là cho y á, cúng dường hoặc là cho y á. Nhiều đứa bé nữ cúng dường y. Rồi ghi giùm sư cái từ này đi. Chi quá răng đó là y, còn đê tí là cho, cúng dường, biếu gì đó. Đê tí, đá đà tí, đê tí, đềm tí, đê xí, đê thá, đê mũ, đê má, nó dễ. Ghi dùm sư đi, ghi đứa bé cúng dường y, rồi câu nữa là nhiều đứa bé nữ cúng dường y. Rồi giờ nói bạn cúng dường y. Bạn cúng dường y, các bạn cúng dường y, tôi cúng dường y và chúng tôi cúng dường y. Ghi hết đủ sư đi. Ghi hết sư 6 câu luôn. Đứa bé nữ cúng dường y, nhiều đứa bé nữ cúng dường y, bạn cúng dường y, các bạn cúng dường y, tôi cúng dường y và chúng tôi cúng dường y. Ghi sư 6 câu luôn đi.
Tóm lại hôm nay là mọi người hiểu được cái bài này, là hiểu được chủ cách với đối cách này đó. Rồi cho thêm, để sư cho thêm động từ với danh từ, cho thêm từ vựng, rồi mọi người tự làm, để sư cho trong nhóm Zalo á, mọi người chơi bài gì làm. Toàn chiếu quá rằng đê xí, tâm hơi chiếu rằng đê thá, á hăng chiếu rằng đê mí, mái giang chiếu rằng đê má, rồi đúng. Tâm hơi chiếu rằng đê thá, toàn chiếu rằng đê xí. Này mọi người gán đọc cho nó quen á. Nhưng mà toàn là đi trúng xí, tâm hơi đi trúng thá, á hăng đi trúng mí, mái giang đi trúng má. Mình đã đọc cho quen, mốt mình nói chuyện một tiếng Bali ấy, nó cũng dễ. Nó không có bị rối, nó không bị lập cập. Nó, lúc đó mình cũng cần phải suy nghĩ là cái gì dùng mí, cái gì dùng má, cái gì dùng xí, dùng thá, dùng gì đó. Đó mình gán đọc canh nha chiếu răng đê xí, canh nha do chiếu răng đê trí, toàn chiếu răng đê xí, tâm hai chiếu răng đê thá, hàng chiếu răng đê mí, mấy răng chiếu răng đê má, rồi đúng. Canh nha chiếu răng đê trí, canh nha do chiếu răng đê trí, canh chiếu răng đê xí, tâm hai chiếu răng đê thá, hàng chiếu răng đê mí, mấy răng chiếu răng đê má, đê trí đê xí, đê xí đê thá, đê mí đê má. Đó, cái đó mình đọc động từ cũng vậy cũng được. Đê xí đê đề xí đèn xí đề xí đề thá đề mí đề má đề tí đèn tí đề xí đề thá đề mí đề má. Còn dụ đi, dụ đi đi đúng không, gạch cha tí gạch chành tí gạch cha xí gạch cha thá gạch cha mí gạch cha má, cái đó mình luyện cũng được. Nhưng mà mình luyện cái động từ á, giống như nấu đi, nấu là bá chá đúng không, bá chá tí bá chành tí bá chá xí bá chá thá bá chá mí bá chá má, đó mình luyện như vậy đó, để sau này khi mà mình gặp á, mình nói chuyện nó cũng dễ. Còn ví dụ thuyết pháp đi, nãy thuyết pháp đúng không, đề xe tí, đề xe tí, đề xe xí, đề xe thá, đề xe mí, đề xe má. Đó. Mình tập đọc như vậy đó. Rồi giờ sư cho tiếp ha. Sư cho tiếp từ làm ha. Hôm nay mọi người hiểu rồi, bấm số 1 sư thấy nhiều người cũng hiểu bài lắm á. Hiểu bấm số 1 sư nha. Giảng mà mọi người hiểu bài nói chung là vui, mà không hiểu sư cũng gán dạy cho hiểu, mà quan trọng mọi người gán học là được. Rồi những người khác bấm giùm sư luôn đi, không hiểu thì bấm giùm sư luôn đi, hiểu bấm giùm sư, không hiểu bấm giùm sư. À, những ai mà chưa vô nhóm Zalo á, mọi người vô nhóm Zalo để có thể học từ vựng. Khi mà mình có thể hiểu được từ vựng á, là mình có thể dễ hiểu được. Còn mình không thuộc từ vựng là mình khó hiểu. Rồi vậy là hiểu cũng nhiều rồi ha. Giờ sẽ cho thêm từ vựng học ha. Mọi người tự làm nha. Đá năng. Giờ nói
Thôi mình lấy cái mà bữa giờ mình học đi. Bữa giờ mình học trong cái nhóm chít tăng á, là cái nhóm trung tính, là có gì cú lăng cháu cú lăng cao cú lăng cháu cú lăng năm năm cái lá tẩu là cần và bàn suốt hàng trú hàng bôn nhân. Bôn nhân, bôn nhân là phước nè, cái đó sư cũng nhắc lại, bôn nhân là phước. À, lá bá lá phá là không biết bữa sư cho chưa, thôi chưa cho lại lá phá, lá phá là được. Rồi giờ nói giờ ghi em sư cái câu là người được phước đi, người làm phước được phước á, mà giờ mình ghi là người được phước thôi, người được phước, nhiều nhiều những người được phước, rồi những người được phước, bạn được phước, các bạn được phước, tôi được phước, chúng tôi được phước, rồi mọi người làm sư đó. Lá phá là mình đọc nguyên vàng luôn, lá phá tí, lá phành tí, lá phá xí, lá phá thái, lá phà mí, lá phà má. Dạ sư ơi, cái thanh nó che không thấy chữ sư ơi. À, dạ chị dùng cái ở bên tay trái á, có nguyên một cái dàn công cụ á, thì cái công cụ đầu tiên đó là cái mũi tên, thì chị nhấn vô đó xong rồi chị chọn cái bàn tay là chữ ráp á, rồi chị kéo cái màn hình tới cái khúc mà chị thấy được là được rồi. À, còn không á, thì ở dưới góc á, có cái phóng to thu nhỏ là dấu cộng và dấu trừ á chị. Chị cũng có thể bấm vào phóng to thu nhỏ cái nội dung. Thao tác không được Cương ơi. À, bấm vô select đúng không Thuận? Dạ. Rồi sau đó chị làm sao nữa? Em dùng quyền admin em chỉnh được không? Dạ, dạ không. Cái này là màn hình hiển thị của mỗi máy ấy, thì chị bấm vô select xong rồi có một mũi tên hoặc là bàn tay, thì chị bấm vô bàn tay và chị kéo tới cái kéo cái khúc chữ đến cái khúc mà chị thấy ok. À, rồi rồi chị bấm vô cái nút zoom in zoom out được rồi. Zoom in zoom out cũng được. Ừ. Dạy dạy trên zoom, dạy trên zoom chứ không dạy trực tiếp. Dạ trên Zoom. Rồi mọi người làm sư nha. Đại hôm nay tính ra học mọi người cũng hiểu rồi. Hiểu được cái này cái mốt mấy kia mình cũng dễ hiểu. Dạ làm sư người được phước, những người được, nhiều người được phước, bạn được phước, các bạn được phước, tôi được phước, chúng tôi được phước. Ừ, nó rô bông nhăn, nó phát tí, nó là bông nhăn, nó phanh tí, toàn bông nhăn, nó phát xí, tình mày bông nhăn, nó phát thá, hàng bông nhăn, nó phát mí. Nó dần bùng nhăn, nó phát mát. Đúng rồi. Mình nút xô cũng được. Mình nút xô bùng nhăn, nó phát tí. Mình nút xà bùng nhăn, nó phanh tí. Toàn bùng nhăn, nó phát xí. Lâm hai bùng nhăn, nó phát phá. À, bùng nhăn, nó phát mí. Nó dần bùng nhăn, nó phát mát. Rồi, đúng rồi đó. À, thứ bảy với chủ nhật là sư không cho từ vựng ha, mọi người có thể ôn lại tất cả những cái từ vựng đã học, sư chỉ cho thứ hai đến thứ sáu thôi, một ngày 4 từ, còn thứ bảy chủ nhật là ôn lại. Những ai mà chưa vô nhóm Zalo thì vô để có thể mà cập nhật từ vựng để học.
Có ai làm nữa không? Làm sư đi. Mọi người phải tương tác rồi học bài mới hiểu nha. Chứ không tương tác là không làm, không có Bali mà mình học học ngôn ngữ mà mình ngại mà mình không dạt đó là mốt mình làm cũng được đâu. Cái này là những cái đơn giản thôi. Mọi người muốn đi đường dài mọi người phải tương tác người học. Sau này còn ở đọc kinh này nọ, đọc chú giải, đọc phụ chú giải. Giống như mọi người thấy sư lúc mà giảng kinh, sư đọc Bali, sư đọc chú giải, sư dịch trực tiếp trên đó. Sư đọc một chú giải, sư đọc dịch trực tiếp trên đó là sư dịch bằng tiếng Bali. Thì sư dịch được là mọi người học, mọi người cũng sẽ dịch được thôi. Ai cũng dạy học là sẽ dịch được. Thì quan trọng lúc đầu mình phải cố gắng, mình phải tương tác, mình học, mình có sự đam mê trong ngôn ngữ này. Mình phải có niềm đam mê trong ngôn ngữ này, khi đó mình mới cố gắng học. Và mình trong thời gian dài khoảng chừng 1-2 năm, 1-2 năm là mình có thể đọc được chú giải, những cái chú giải dễ giống như chú giải kinh Pháp Cú, đó là những cái chú giải tăng chi phẩm 1, những chú giải mà nói về những cái tích truyện á, nó sẽ đi về những cái từ vựng dễ dàng, thì khi đó mình sẽ đọc được những cái chú giải đó, những cái chú giải mà cần từ vựng dễ đó. Thì khi đó mình có thể đọc được, mình chỉ cần học khoảng 1 năm đến 2 năm thôi là mình có thể đọc được chú giải. Rồi không ai làm nữa ha. Có ai làm nữa không? Ai làm thì đánh lên đi. Trong room đến 30 người luôn mà. Hả? À ghi hết hả? Thì tập ghi, mọi người cũng phải tập ghi. Để mọi người quen á. Rồi giờ sẽ cho câu khác ha. Cá rô tí, cá rá, cá rá. Samanero Samanero sai gì giờ game sư vị sa di thuyết pháp, những vị sa di thuyết pháp, rồi game sư hai chữ đó thôi được rồi. Hồi sẵn ghi mấy chữ kia luôn, bạn thuyết pháp để cho nó quen đó. Tí anh tí xí thám ý má nguyên một vàng luôn, sa di thuyết pháp, những vị sa di thuyết pháp, bạn thuyết pháp, các bạn thuyết pháp, tôi thuyết pháp và chúng tôi thuyết pháp. Cái chữ sa di gì sao con không thấy rồi? Ừ, không thấy hả? Con chỉ thấy chữ ma na ro trước, cái chữ đó con thấy. Rồi mọi người thấy chưa?
Dạ con thấy rồi, con cảm ơn. Samanero, Samanukdeto. Đôi khi có chữ Samanukdeto cũng là sai gì nữa mà cái chữ đó ít dùng. Thôi mà mình dùng cái chữ Samanero đi, nó thường dùng nhiều. Nó là sai gì, Samanukdeto cũng là sai gì mà Samanero cũng là sai gì. Dạ, thuyết pháp hả sao? Dùng cái từ này. Dạ. Sai gì thuyết pháp. Rồi thêm câu này với thêm câu sau nữa là mình hồi hướng chữ thiên. Ủa sao ai ghi được đây nè? Đáng lẽ sư cho xong này ra. À, nhưng mà cho xong này ro để mọi người biết nó trùng âm với bú bí xô, nó cũng là nam tính. Nam tính là những gì mà thuộc về đặc tính giống nam á, nó là nam tính, giống như người đàn ông là mặt trời nè, ngôi làng nó xong này ro. Có chữ n có dấu chấm dùm sư dưới nha, là chấm dưới á. Sắm nút đề to nó cũng là chấm dưới. Mọi người có thể học, muốn ai muốn học thì học. Này thường ngày xưa thấy trong luật á, trong luật thì có dùng cái chữ sấm nút đề xô, mình Bali Latin là sấm nút đề xô. Sắm nút đề xô như trong trong luật có dùng cái chữ này là sa di đó. Mọi người muốn ghi thêm thì ghi, còn không thôi đó. Mà cái chữ sam nay ro này thường dùng nhiều hơn, giống như cái chữ a chá lý do là thầy giáo là thường dùng nhiều, nhưng mà trong kệ không có ai dùng a chá lý do tại vì nó tới bốn chữ luôn. Người ta dùng a chê ro, nó là cũng là thầy giáo. Nói chung có nhiều từ dùng trong đồng nghĩa nhưng mà nó dùng trong câu văn, có nhiều từ dùng trong câu kệ, nó là vậy. Đúng rồi, sắm lúc đi xô. Và giờ ai ghi sư xong chưa? Ghi. Samanero thamang desiti samnera thamang desiti loan thamang desiti loan thamang desiti loan thamang thamang desiti loan thamang desiti samnera thamang desiti samnera thamang desiti loan thamang desiti loan thamang desiti loan thamang desiti loan thamang desiti samnera thamang desiti samnera thamang desiti loan thamang desiti tâm hay tâm an đi sẽ thái hàng tâm an đi sẽ miếng và tâm an đi sẽ má tâm này ra tâm an đi sẽ tí tâm này ra tâm an đi sẽ tí đàn tâm an đi sẽ tí tâm hay tâm an đi sẽ thái hàng tâm an đi sẽ miếng và nhân tâm an đi sẽ má xong lúc đi xong này ra tâm an đi sẽ tí xong. Nếu mà xong lúc đi so nó sẽ xong lúc đi so tâm an đi sẽ tí, xong lúc đi xa tâm an đi xem tí nha, đi xem tí toàn tâm an đi sẽ tí tâm hay tâm an đi sẽ thái hàng tâm an đi sẽ miếng và nhân tâm an đi sẽ má. Rồi rồi làm câu cuối rồi mình có từ vựng rồi mình nghỉ luôn. À cha lý do là thầy giáo.
thầy giáo. Giáo giới hoặc là dạy á. Sa di nãy sư cho rồi, giờ thầy giáo giới sa di nha. Nhiều vị thầy giáo giáo giới sa di, rồi làm sư hai cái chữ đó thôi cũng được, thôi làm hết luôn đi. Ô quá đá nè, ô đá thì có chữ ô quá đá tí, ô quá đanh tí, ô quá đá xê, ô quá đá xí, ô quá đá tháo, ô quá đà mí, ô quá đà má. Thầy giáo dạy sa di, thầy giáo giáo giới sa di, bạn giáo giới sa di, các bạn, tôi, chúng tôi. Là chế lý do xâm lý ra của đánh tí, là chế lý do xâm lý ra của đánh tí, là chế lý do xâm lý ra của đánh tí, là chế lý do xâm lý ra của đánh tí, toàn xâm lý ra của đánh xí, tùm hay xâm lý ra của đánh thá, à hàng xâm lý ra của đánh lý, mà dàng xâm lý ra của đánh má. Rồi giờ ghi em sư làm chữ này nữa mình nghĩ. Thầy giáo dạy nhiều vị sa di. Rồi ghi em sư này nữa nghĩ. Một chữ đó thôi. Ồ, có một số người sư ghi chữ không thấy hết hả ta? Dạ, cái phần hiển thị là mỗi vị có thể là tự điều chỉnh bằng cách phóng to thu nhỏ, thưa sư, ở dưới cái góc của màn hình. Dạ. Đó là acharya. Rồi giờ sư vậy là xong rồi đó. Giờ chưa cho thêm cái từ dẫn, ai muốn học thì học ha. Acharya cũng là thầy giáo luôn. Cái từ này ít được dùng đó, ít được dùng, thường là người ta dùng acharya thôi, còn chữ acharya này ít dùng.
Achero cũng là thầy giáo luôn. Cùng nhóm Buriso luôn, Achero, Achera, Bo, Achera, 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 Bunga, Achera, 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 vân vân. Rồi. Vậy là xong ha mọi người ha. Rồi, hôm nay mình nghỉ đây. Dạ. Dạ. Dạ, thưa sư cho con hỏi là Achero, thầy giáo và thầy tổ có gì khác nhau không? Thầy giáo cũng vậy nè. Dạ. Dạ. Dạ, sai đủ sai. Dạ, nếu vị nào không gọi được Pali thì con sẽ gửi lại cái link cài đặt của ứng dụng Pali để có thể là chủ động cài đặt ở trên máy tính. Dạ, thưa trước khi bắt đầu phần hồi hướng thì quý chư tăng, quý cô tu nữ cũng như là quý hội chúng có câu hỏi gì dành cho sư trong phần hướng dẫn tối nay thì quý hội chúng có thể là chủ động bật mic ạ. Dạ, con kính chào đại đức và các toàn thể anh em ạ. Con có câu hỏi như thế này là con mới vô học và bữa hôm qua thì có những cái buổi giảng trước thì mình có ghi âm và có video không để cho con xem học lại ạ. Hai nhờ chú thuận để cho dạ cho con hỏi vị chư tăng hoặc là hội chúng á, thì các vị có ở trong nhóm Pali thì các vị có thể là xem con có tải lên một cái thư viện những cái bài cũ á. Dạ, các vị có thể là xem qua nếu mà quý vị là học buổi đầu tiên ở trong hôm nay. Dạ, con sẽ gửi lại link group Zalo để quý vị có thể là tham gia vào nhóm và theo dõi thêm những cái tài liệu á. Dạ, con xin cảm ơn ạ. Rồi, sao thú. Dạ, không biết là có vị nào có thêm câu hỏi cho sư nữa không? Dạ, con xin phép bắt đầu mở phần tách bạch hồi hướng sau cái buổi hôm nay. Dạ, hôm nay thì con cũng kính mời quý hội chúng có thể là đại diện một vị đọc kệ hồi hướng để cùng luyện tập Pali cũng như là cùng hoan hỷ với lớp học chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Dạ, không biết là có vị nào xung phong đọc trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ, con mời Phật tử Thanh Huyền được. Dạ được ạ. Dạ, về con kính mời quý sư, quý cô tu nữ và tất cả hội chúng cùng đọc cái hồi hướng ạ. Akasattha chabummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu sasanam. Akasattha chabummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu no garu. Akasattha chabummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu nya tayo. Akasattha chabummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu pa nino.
Akasattha chabummattha devanaga mahittika punyam no anumodantu chiram rakkhantu no sada. Idang no nyatinam hontu sukhita hontu nyatayo. Idang no nyatinam hontu sukhita hontu nyatayo. Idang no nyatinam hontu sukhita hontu nyatayo. Idang watame punyam asawa kaya aham hotu anagate. Idang me punyang nipana sa pachayo hotu buddha sasanang chirang tikhatu. Saru, saru, saru. Saru, saru, saru. Dạ, kính tri ân Đại Đức Pháp Quang, quý chư Tăng và quý cô tu nữ đã tham gia trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ, con sẽ gửi lại tài liệu ở trên nhóm Zalo. Và nếu hôm nay con có những cái trục trặc ở trong kỹ thuật thì quý mọi chúng quan hệ bỏ qua. Sadhu, sadhu, sadhu. Dạ, con xin phép được tác xâm tối này.